Bây giờ cái vụ này đặc biệt nè bà con, bây giờ hiệp sĩ Quỳnh Hải đã đăng bài, bây giờ đăng trong vòng một tuần lễ thì có kết quả là bé này đi về, đi Facebook đi thì một, về thì hai. Bây giờ đến đây để cảm ơn hiệp sĩ Quỳnh Hải và anh em trong đội. Bây giờ có gì xét vô rồi. Rồi anh Công Trần. Rồi chị cho phép cho em hỏi này chị, bởi vì rất nhiều quý khán giả nếu mà xem một cái video này, không xem được cái video của lần trước, chị đến đây để cầu cứu cái sự giúp đỡ của anh Hải cũng như là tất cả các anh em thành viên ở đây. Chị có thể chị nói lại là cái câu chuyện mà chị đến đây để cầu cứu cái trong cái thời gian vừa rồi. Còn bây giờ em chưa có đặt vấn đề là con của chị về, mà em đang hỏi chị là cái câu chuyện là con của chị về trước khi mà đi mất tích á, gia đình mình đến đây để tìm kiếm cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người đây, thì chị lúc bấy giờ chị có hoang mang không ạ? Con mang cũng cầu mong cho mấy anh với mấy chú rồi tìm kiếm gặp con em dùm. Dạ. Mình cũng sợ là bán qua bên nước Campuchia rồi vậy đó, cũng thấy anh bắt cũng nhiều quá, anh chuột về cũng nhiều. Thành ra em sợ vậy rồi em mới vô lên nhờ anh Hải là hôm thứ tư tuần rồi. Dạ. Rồi em cũng về nhà cũng chia sẻ rồi lên đó, rồi hồi hôm qua là nó cũng cỡ khoảng 10 giờ. Dạ. 10 giờ cái số điện của đó, nó điện về, thấy số điện nó điện về được là mừng dữ lắm. Dạ. Rồi mới thấy điện đó, rồi hỏi nó ở đâu, sợ người ta bắt nó gì đó, rồi điện hỏi ở đâu, rồi chỉ cho biết, rồi nó la nó ở Bình Dương. Dạ. Nhưng nó sợ, nó không có dám về, rồi điện bắt máy nó cũng không dám bắt. Thành ra là đằng này điện không có được. Vậy là đăng bài trong vòng một tuần. Dạ. Là con chị hiện nay đã có thông tin. Đây là con gái của chị. Dạ. Chứ còn bé này là sao, thế nào chị có thể chị nói rõ cái câu chuyện mà tại sao mà bé gái con của chị đi trong một thời gian vừa rồi mà bây giờ bé gái đi về lại ôm thêm một em bé này nữa, thì chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện. Rồi lúc đó đi là ngay ngày 24 tháng 3 mình á. Yeah. là lúc đó đi làm rồi nó không có ở nhà, rồi nó kêu em nó đưa ra bến xe rồi đi về làm giấy. Lúc đó là nó đi luôn. Rồi về nhà điện rồi tính nó về, rồi điện mới đầu điện còn được, rồi điện hồi trong năm từ tháng lúc đợt dịch đó điện nó còn bắt máy nói chuyện đồ, rồi tới qua đợt dịch tháng 9 tháng 10 đó rồi là nó tắt máy luôn, nó không có cho liên lạc được. Rồi tới nhờ anh Hải đó là mới điện nó được. Rồi em nói cho anh hỏi là cái bé trai, hình đây là bé trai gái này, bé trai. Ông này đến bé trai là như thế nào đây, của thành viên của gia đình mình nhỉ? Thì nó cũng là cháu ngoại nhưng mà mới xuất hiện đây hay là xuất hiện từ trước? Hồi lúc nó đi là biết rồi, biết nó có bầu rồi. Đi là biết có bầu? Biết có bầu rồi. Nhưng mà có nghĩa là mới đi có một người thôi. Đúng không? Đi bằng hai chân nhưng hiện nay thì bốn chân đi về rồi. Là bằng hai người đúng không? Dạ. Rồi, bé gái cho chú hỏi thế này, con họ tên là gì? Con lớn lớn tiếng ha. Nguyễn Học Tân. Nguyễn Học Kiều, con sinh năm nhiêu? Năm 7. Cho chú hỏi này một câu thế này, lý do tại sao con bỏ nhà ra đi mà con không thông tin, báo tin cho gia đình? Ấy, con cũng định là ấy nhà lâu đi học tình lại đi rủ ở dưới bữa hắn đi hầu hầu không gì. Lúc đó là con nghe được dịch đó, rồi cái bắt đầu nói chung là cũng khó khăn lắm, cũng đi nào cũng có nhờ nhà cái cô đó đó như bữa giúp vậy đó. Thì ở đó người ta cũng lo nè kia vậy đó, thiếu ăn hay là gì đó cũng cho mượn vậy đó. Xong rồi cô cũng lo đồ mặt đồ này kia vậy đó. Vậy cái thời gian cái bà thấy con phát hiện như con lúc đó là con đi á, con mới biết có bầu rồi. Lúc đó con bầu con khá rồi, con uống thuốc lại trên bên ở chỗ bọn con ở chung với chồng luôn, khá rồi. Rồi bắt đầu là con cứ nghĩ là nó đến luôn rồi, con nghĩ đến á nó cũng không hành hay gì hết. Xong rồi con đi tháng 3 tháng mấy 4 tháng con bầu con ra. Bé trai này, con của em là cháu của ngoại, rất may mắn được đến giờ phút này được cùng với em, được sống trên cõi đời này, được cùng với gia đình. Đúng là đúng lý ra là bé trai này không có hỏi thì gì đây bà ngoại, bởi vì vậy là bé đi đến giờ phút này bao nhiêu tháng rồi con đi, trong thời gian đi con suy nghĩ sao? Con buồn, con muốn điện nhà mẹ cha lắm nhưng mà thấy cha với mẹ lo nhiều, con muốn nếu con không báo tin cho gia đình thì gia đình hiện nay còn tìm kiếm rất nhiều nơi nữa. Gia đình hôm bữa nó tối thì con cũng bấm điện thoại rồi thấy mẹ con á phải làm gì đó, rồi tìm kiếm rồi cũng biết gì đâu mà thay đổi tiền chuộc gì đó con không biết nữa. Xong rồi con thấy vậy con mới liên lạc gì với mẹ. Đúng lý là con vẫn chưa báo tin về cho gia đình
là con đang bỏ nhà đi một nơi rất xa và cũng trên một năm trời rồi. Đây là lý do là chú Nguyễn Thanh Hải cũng như công chúng cùng với một số anh em khác đăng thục tải thông tin để tìm kiếm cái thông tin của con. Vì vậy con phát hiện được, con xem được ở trên con xem được trên các trang mạng, trong các trang mạng trên xã hội đúng không? Con hay vô trong Facebook của cha, của trưởng bà với của mẹ con á, con coi thấy cha hay đăng trên, bữa đó là cha đăng Facebook á. Tìm kiếm thì con bấm con biết là mẹ mới đi tìm con vậy á. Đến lúc bây giờ con thấy làm sao? Con thấy có lỗi với cha mẹ nhiều lắm. Lỗi cha mẹ nhiều. Dạ. Trường hợp này là nó vô cùng đặc biệt. Hiện nay bé trai này được bao nhiêu tháng này? Bé 7 tháng mấy? Trong thời gian đó thì em bé sinh ra bé, cái bé là nhà con của mình thì mình lấy cái nguồn để mình sống để mình nuôi con mình. Chồng bảo mình đi chưa? Đi hả vừa nói? Con cũng chú Hải vô được không? Chết mẹ. Không có gia đình mà lại còn sinh ra con, một người con rất nhỏ nữa. Có gặp gì không? Có, đủ hơn á, thiếu thốn đủ hơn. Bây giờ em với cô có lại nói với chỗ Hải không? Anh Hải đang hình đi tìm mấy giờ á? Cũng mong cũng cảm ơn anh Hải, đội của anh Hải cũng mà ta cũng lên tìm kiếm con em giùm, cũng mong là đội ơn rất ơn là các anh em của đội của anh Hải, không biết nói gì hơn á. Anh Hải đã đăng lên em mới tìm được con em. Vậy là con gái của chị ấy, là báo tin cho gia đình là con đang ở đâu đó là bao nhiêu thời gian? Ngày qua nó điện là khoảng 10 giờ. Chị nghe là cái cuộc điện thoại 10 giờ đó. Chị có phát hiện sợ. Nhưng nó thấy nó lâu quá như này lên đây hết hỏi rồi nói rồi cũng nhiều người ta nói như con mà bán qua bên Campuchia gì đó không có điện được mà không bắt máy á, mình cũng sợ. Rồi cái sao mà thấy nó điện được cái số nó gọi là bắt máy lên nó trả lời được mà nó khóc mình cũng lo. Rồi cái nghe nó hỏi tới thì cái nó nói mà con không sao, mà nghe tiếng con bé nó bộ lạnh dữ nít hay gì, nó nói không phải con của con. Nó hỏi vợ con ở đâu, nó nói vợ con ở bên Thuận An á, thì gặp nó là cũng mừng dữ lắm. Rồi điện nó là kêu với dượng ba nó bên Tân Nông Hiệp đó, rồi chạy qua, dượng ba nó chạy qua rồi thấy hai mẹ con ở trong phòng á, rồi nó mới gì dẫn về bên đây. Khi chị nghe cái cuộc điện thoại con gái của chị báo tin, đến lúc bây giờ mình có nghĩ rằng là con gái mình còn đang xuất hiện ở gần. Không, cái đó không biết. Không, cái đó mình không nghĩ. Nghĩ là sợ con nuôi đi thôi. Tôi không nghĩ là còn tại. Dạ. Giờ em có lời nào nói với chỗ anh Hải không? Con cũng cảm ơn chú Hải. Con muốn nhờ chú Hải đang có lời để chú Hải. Con có biết có lời gì vậy? Bây giờ lại con nói lời cuối cùng bây giờ thí dụ mà bà cô bác là có con em mình mà bị mất tích hay lạc gì đó, cứ đến đây thì Hiệp Trưởng Hải giúp giùm, đăng bài lên giúp giùm ha, để tìm, nói chung đăng bài là đăng lên mạng thì nói chung ra là bà con cũng thông cảm. Thí dụ cô đăng, mỗi lần cô đăng là nhiều người, 10 người, thí dụ đăng một sáng mơ là cô đăng cả chục người đó, nên bây giờ bỏ xuống cũng rất là bây giờ thế này em ngắt lời anh Hải thế này. Hiện nay thì phải nói là chị cũng phải thông cảm hết sức, cô chú anh chị trên cộng đồng mạng phải hết sức thông cảm này. Rất nhiều bài đăng của tất cả các gia đình, các thân nhân đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ. Đầu tiên là đến đây tìm cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người, các anh em ở đây cũng như anh Hải, để tìm kiếm được ngôi nhà của mình. Đến khi tìm kiếm được rồi thì là bắt phải xóa, anh phải xóa bài cho tôi hay anh phải xóa nợ kia. Bởi vì trong khi mà đăng lên, khi quay video lên để làm lên, để đăng lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người để chia sẻ thì mới có sự lan tỏa, đúng không ạ? Thì mới tìm được thân nhân của mình, cũng giống như con của chị ở đây. Vì vậy nên là khi đã đăng lên rồi mà hạ xuống thì nó rất bất lợi cho tất cả các người đã đưa lên. Vì đưa những hình ảnh lên trên rồi mà nay mai một thời gian sau người khác người ta xem được, người ta phát hiện là ông này chỉ có đưa lên thôi chứ ông này không có tìm về, có nghĩa là không có thấy cái kết quả nó có hậu như thế này. Rất mong là tất cả cô chú anh chị các bạn, mọi người hết sức thông cảm, đã chấp nhận đến đây để nhờ cái sự tìm kiếm giúp đỡ của anh Hải cũng như tất cả các anh em ở đây thì mình phải chấp nhận đăng bài lên thì mới có sự
có sự tìm kiếm nó thành công được. Còn bây giờ cứ đến đây cầm cái tấm hình như thế này của anh giúp tôi thì chắc chắn là tìm nó vô vàn khó khăn. Bởi vì trên thế giới này rộng bao la, thế nên tìm một cái con người nó không phải dễ. Và rất mong mọi người hết sức thông cảm, chứ là cứ đến đây đăng xong lại xóa, đăng dập cho nó thì nó thực sự là nó không có hay. Đó, thế nên mọi người phải hiểu cái điều đó. Và bây giờ chỗ anh Hải, anh đọc số điện thoại của anh, hai số hotline của anh để bà con ta có biết được ta điện cho anh đi. Rồi, bây giờ nói chung ra là ở đây tụi này đăng bài, đăng tìm kiếm người là không có cấu tiền, không gì hết đó, nó thẳng vậy. Bà con cũng không đừng hiểu ha, đừng nghe lời bọn xấu đó là anh Hải cấu tiền thì không có cấu đồng nợ. Thầy nói mọi người biết, số đội của tôi là cứ số hotline 26 này, 0913630921, 0913785858, bà con cứ điện thoại thẳng vô ha. Đó thì ở đây thì anh Hải là không có nhận tiền quà hết á, nó thẳng bà con biết như vậy. Chứ nhiều người nói là anh Hải sẽ cấu tiền thì không có, đây là không cấu đồng nào, nói cho mọi người. Bọn xấu nó xiên kẹt này kia thôi ha. Con xấu nó xin tiền này kia chứ tôi vậy là có tiền rồi, nói rồi bà con biết mới biết vậy. Bà con cô bác nên phải suy nghĩ kỹ ha. Đó thì thầy cô thấy lại đẹp tin Hải có lại lúc đầu lại báo án có đòi tiền bạc vô đó, thì nói cho mọi người biết. Bây giờ nói ngắn gọn thế này, rất nhiều người trên cộng đồng mạng hiện nay chưa hiểu được cái tiềm năng kinh tế của Hải tới đâu như thế nào, cho nhiều người bảo là ông này lợi dụng, ông này là mục đích chính là để kiếm tiền. Nhưng thực sự là ai tới đây rồi thì mới biết được là như thế nào, và còn không thể ngồi ở nhà mà đón già nó lo được. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người. Bé gái cuối cùng cái câu chuyện này của cuối video này, bé có lời nào muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng? Cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi trong cái câu chuyện này để tìm kiếm hiện nay là con đã trở về không ạ? Tên lớn lên nè. Ví dụ mình có gia đình á, mình có dạy gia đình hay là gì đó, thằng chồng con mình thì nó thì mọi người mấy anh chị á, dù gì đi nhưng mà cũng còn cha còn mẹ, cứ đừng đi xong thời gian á cha mẹ điện không được rồi đấy, cho cha mẹ lo. Thôi bé xúc động quá, thôi bà con cũng thông cảm ha. Bây giờ thôi cái này là nói chung là anh em đồng chí hai chúng tôi lúc nào cũng quyết liệt đấu tranh với tội phạm và tìm kiếm những người mất tích ở trên các nước Việt Nam này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Em cảm ơn chị.